Xin chào tất cả mọi người. Đây là một video được thực hiện bởi các học sinh đến từ lớp 11B1 trường Trung học phổ thông Gia Viễn C. Sách không chỉ là một phương tiện truyền tải thông tin, sách còn là khởi nguồn của cảm xúc, những giá trị tinh thần sâu sắc, cho phép ta bước vào thế giới quan của tác giả, mở ra trước mắt người đọc một thế giới khác biệt, đặt ta vào những bối cảnh khác nhau để cảm nhận và tìm kiếm cho chính ta những giá trị sâu sắc đằng sau mỗi câu chuyện được kể. Bởi thế, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc một cuốn sách mà chúng tôi nghĩ nó sẽ mang đến cho mọi người một trải nghiệm mới. Đó là cuốn sách Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách là cuốn tự truyện nổi tiếng của cố chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Hyundai, Chung Ju-yung. Bản dịch Việt thuộc nhà xuất bản Dân Trí, được phát hành bởi công ty First New, Trí Việt. Hyundai là một tập đoàn đa quốc gia của Hàn Quốc, có trụ sở chính đặt tại thành phố Seoul, sáng lập vào năm 1947. Đây là một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành được sáng lập sớm đầu tiên của Hàn Quốc, đặt nền móng cho ngành công nghiệp nặng cũng như quá trình công nghiệp hóa của quốc gia này. Không có gì là thất bại, tất cả chỉ là thử thách, là dòng chảy tuyến tính mang theo hơi thở chân chất từ vùng quê nghèo Ansan, tỉnh Tung Chun, nơi những người nông dân sống bám với đồng ruộng, nhưng cách làm ruộng vẫn y như thời nguyên thủy. Mọi điều kiện canh nông đều dựa vào thời tiết và thiên nhiên. 3 năm thì có đến 2 năm mất mùa, đời sống cơ cực, khổ sở, đói ăn và lam lũ, đến nỗi chính tác giả phải thốt lên rằng làm đến chết cũng không tránh khỏi con đường ăn cháo đậu của nông thôn. Cuốn sách theo chân chàng trai Chung Ju-yung với những lần bỏ trốn đi tìm sự thay đổi tốt hơn cho cuộc đời. Cùng ông đi bộ hơn 15 dặm đường tìm đến thành phố Chung Jin sau khi biết nơi đây đang xây dựng sân bay, nhà máy thép để tìm việc làm với hy vọng thoát khỏi cuộc sống nhà nông hiện tại chỉ bằng lời tự nhủ. Chuột trong nhà vệ sinh thì ăn phân, trong kho thóc thì ăn gạo. Khi chỉ mới 14 tuổi, lần nữa ra đi nhưng bị lừa hết tiền và phải theo chân cha quay về. Chung Ju-yung lần thứ 3 rời đi sau khi trộm 70 won tiền bán vỏ của cha chú để đăng ký một khóa học kế toán tại Seoul. Sau 2 tháng rời đi, cuối cùng vẫn là trở lại Ansan cùng với cha của mình. Lần thứ 4 ra đi, đặt chân vào thương trường năm vừa 18 tuổi, đoạn đường của ông trải đầy những vấp ngã và khó khăn, tưởng như có thể đánh cổng bất cứ con người nào như sự kiện đóng cửa nhà máy gạo tháng 12 năm 1939 bởi chế độ phân phối gạo được ban bố, hay vụ hỏa hoạn làm cháy rụi xưởng chứa ô tô, nợ nần chồng chất gần như trắng tay đến những dự án tưởng như là bó tay chủ thầu. Bài học từ những con dẹp nhỏ bé và khó chịu, vượt qua trở ngại là bát nước, toàn tâm toàn lực cố gắng và đạt được mục tiêu đã khiến Ju-yung quyết tâm hơn trên con đường mà ông đang bước. Và để cuối cùng vực dậy từ nắm cho tàn, từ nơi đã cháy rụi, Chung Ju-yung đã có một sự nghiệp thành công rực rỡ trong cuộc đời mình. Thành công không tự có, nó là thứ mà mọi người phải giành lấy. Người lười nhác hay đổ lỗi cho số phận, đến khi gặp cơ hội cũng vì lười nhác mà để chúng trôi qua. Và rồi họ phải sống một cuộc đời chẳng có chút may mắn nào cả. Thông qua cuốn tự truyện của mình, nhà tư bản công nghiệp họ Chung đã lần đầu tiên giới thiệu quá trình khởi lập và phát triển của một trong những tập đoàn lớn nhất châu Á. Từ một công xưởng chuyển nhượng cháy rụi đến tập đoàn đa vệ tinh như hiện tại là chặng đường dài trải đầy khó khăn và vất vả. Một nỗi công trình xuất hiện trong cuốn sách là một lần thử thách bày ra trước mắt tác giả. Ấy vậy mà bằng sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, Chung Ju-yung và các cộng sự vẫn hoàn thành tốt được chúng. Xuất thân có thể khiến cho con đường của bạn trở nên khó khăn chứ không hề ngăn cản bước tiến của bạn. Điều quan trọng là bạn có thể bước tiếp hay không mà thôi. Là chàng trai sinh ra từ vùng quê nghèo, mới học hết tiểu học, ông chưa bao giờ oán trách số phận đã để ông sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, để chặng đường bước tới thành công đầy những gian truân vất vả. Sau tất cả, những năm tháng vất vả, bôn ba, nếm mật, nằm gai, thành công vẫn đến được với người xứng đáng. Không thấy đường thì tìm đường, không tìm thấy thì làm đường mà đi, là câu nói mà vị cố chủ tịch họ Chung luôn tâm niệm. Không biết do bản dịch quá mượt của dịch giả Lê Huy Khoa hay lối hành văn chân thật giống như kể ra những điều mình đã suy nghĩ rất lâu, mà cho đến khi khép lại cuốn sách, người ta vẫn dễ dàng lưu lại trong đầu những câu chuyện đầy ý nghĩa đã được kể lại. Cuốn sách là câu chuyện chân chất, mộc mạc với lời văn tự sự chân thành của tác giả. Qua đó, mang cả quá trình phát triển của một tập đoàn đa ngành lớn của châu Á và cả trên toàn cầu vào những trang giấy nhỏ. Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách, là lời bộc bạch của một chàng thanh niên nông thôn tay trắng cho đến khi trở thành ông chủ lớn của châu Lục. Đan cài vào đó những bài học ý nghĩa được tác giả đúc kết lại đặt vào trong chính tác phẩm.
Chính tựa đề của cuốn sách đã mang theo nội hàm của chính nó, đặt ra trước mắt người đọc một phương châm sống rất rõ ràng, rất lạc quan. Hơn 300 trang sách là cái nhìn tổng quan về tình hình kinh tế Hàn Quốc trong và sau chiến tranh Triều Tiên, là những bài học rất đắt về quản trị kinh doanh, niềm tin và nghị lực phấn đấu. Đây cũng được xem như cuốn sách truyền nhiều động lực cho các bạn trẻ với hơn nửa triệu bản được phát hành tại Việt Nam. Cuốn sách dễ hiểu, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sâu sắc và hồi hộp, là cuốn sách đáng để bỏ thời gian đọc, nghiền ngẫm và tự đúc kết cho mình những bài học sâu sắc về lòng kiên trì, tính cần cù, sự trách nhiệm trong công việc và hơn hết là tinh thần lạc quan với niềm tin tưởng bền vững.